Ba mẹ ơi, mới ngày nào con vẫn là cô bé, vậy mà giờ đây con đã có gia đình và con phải bước vào xã hội. Ba mẹ biết không, thấm thoát con cũng đã 18 tuổi rồi. 18 năm qua, ba mẹ đã nuôi con nên người và cho con cắp sách đến trường cùng với bạn bè. Công ơn đó con không sao trả hết. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ba mẹ biết không, đây là lần đầu tiên con viết lá thư này gửi đến ba mẹ bằng những tình cảm của con trong suốt 18 năm qua mà con chưa một lần nào dám can đảm để bày tỏ lòng mình với ba mẹ. Khi ba mẹ cầm bức thư trên tay thì chắc chắn ba mẹ ngạc nhiên lắm phải không? Cô bé ngày nào còn nhõng nhẽo đòi ba mẹ mua đồ chơi, vậy mà bây giờ con đã sắp trưởng thành để bước vào đời, sắp phải rời xa ba mẹ đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Nhưng ba mẹ ơi, dù con có trưởng thành hay là một cô bé thì con vẫn là đứa con nghịch ngợm của ba mẹ như ngày nào. Và ba mẹ sẽ mãi mãi trong lòng con, dù con có đi xa hay bất cứ nơi đâu. Và ba mẹ biết không, ba mẹ chính là cánh chim để đưa con bay thật xa vào khung trời mơ ước của con. Không chỉ thế, ba mẹ còn là cánh hoa đẹp nhất nở trong vườn dưới ánh nắng ban mai dịu dàng. Và mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên ngực để luôn luôn được khoe sắc như những bông hoa ấy. Ba mẹ ơi, ba mẹ thật tốt biết bao, vậy mà con lại vô tâm làm cho ba mẹ phải buồn phiền. 3 năm trước, ngay ngày con thi tuyển sinh vào lớp 10, không biết ba mẹ còn nhớ không, chứ hình ảnh ấy con không bao giờ quên được. Ba mẹ đã lo cho con đóng tiền học phí. Lúc đó gia đình mình việc làm ăn đang có sự trục trặc về kinh tế, mà ba mẹ vẫn không than thở, vẫn để con ôn thi tuyển sinh. Nhưng lúc ấy con đã làm cho ba mẹ thất vọng rất nhiều vì một phút ham chơi của con. Và khi thi xong, con còn xin tiền ba mẹ để đi Vũng Tàu với bạn bè. Ba mẹ thật thương con, ba mẹ vẫn cho con tiền đi chơi. Vì vậy con cảm thấy thật day dứt và ân hận. Ba mẹ đã lo cho con quá đầy đủ, không để con thua thiệt hay thiếu thốn bất cứ thứ gì. Trong kỳ thi tuyển sinh ấy, khi con nghe thông báo là con thi rớt, lúc đó tâm trạng con rất buồn, lại sợ ba mẹ sẽ đánh con. Nhưng sự thật không thể nào giấu được nên con đã can đảm nói kết quả thi của con là thi rớt. Khi nói xong, con thấy ba buồn lắm. Còn mẹ thì tính tình giờ đó vẫn vậy, nhưng lần này mẹ không đánh con nữa, chỉ la con một trận rồi thôi. Nhưng con không trách mẹ, mẹ làm như vậy là đúng, người sai là con. Ba mẹ ơi, nghĩ tới chuyện ấy thì con lại thấy lòng mình đau nhói. Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm, con thật không biết phải đối diện với ba mẹ như thế nào nữa. Nhưng từ lâu con đã muốn nói với ba mẹ rằng con xin lỗi ba mẹ, vì ba mẹ luôn cho con những điều tốt nhất trên đời này. Và ba mẹ biết không, từ bữa đó con đã tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ lại những lỗi lầm của mình. Và đột nhiên con hiểu ra rằng sự hy sinh của ba mẹ quá lớn đối với con rồi. Ba mẹ đã lo cho con đâu vào đó hết. Ba mẹ cũng đã chọn cho con đường tương lai tốt nhất cho mình, để con trên đường ấy sẽ không bị vấp ngã. Vậy mà lúc đó con không biết suy nghĩ, chỉ biết ham chơi, bỏ dở việc học của mình. Ba mẹ ơi, con ước rằng con được thi lại một lần nữa để con sẽ không làm ba mẹ buồn lòng. Ba mẹ biết không, nó chỉ là ước mơ của con, cơ hội chỉ đến với ta một lần thôi phải không ba mẹ? Nghỉ hè năm ấy, con suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Con không biết sau này mình sẽ làm gì cho tương lai nữa. Nghĩ mình có lỗi quá nhiều, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ để con thấy nhẹ lòng. Và ba mẹ ơi, con rất vui, không ngờ ba mẹ cho con tiếp tục đi học. Tuy nó không là trường công lập như người ta, nhưng đối với con, nó là trường yêu thương của ba mẹ dành cho con. Khi vào học trường này thì ba mẹ phải vất vả kiếm tiền lo cho con học đến nơi đến chốn. Nhưng học phí thì rất cao. Có một lần gia đình mình lại gặp khó khăn thì con thấy ba mẹ đến nơi này, nơi khác để mượn tiền đóng học phí cho con. Từ đó con thấy thương ba mẹ nhiều lắm.
ba mẹ đã hy sinh quá nhiều cho cuộc đời con rồi. Dù là gian nan, vất vả, đổ cả mồ hôi nước mắt, ba mẹ vẫn cố gắng vì con. Ba mẹ biết không, bài thơ "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha". Tần Tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Bài thơ ấy làm con thấy yêu thương ba mẹ nhiều hơn bây giờ, và những việc làm của ba mẹ dành cho con cùng với bài thơ ấy đã giúp con có thêm động lực để vươn lên cho đến ngày hôm nay. Cho đến thời điểm này, ba mẹ biết không, con phải đối mặt với hai kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và ba mẹ ơi, con không hứa sẽ đậu đại học, nhưng con sẽ cố gắng hết khả năng có thể. Còn thi tốt nghiệp, con xin hứa sẽ đậu 100% và sẽ không để ba mẹ thất vọng thêm một lần nào nữa. Con sẽ cho ba mẹ luôn tự hào về con. Bây giờ con không biết viết gì thêm, nhưng một lời cuối cùng con muốn nói với ba mẹ là: ba mẹ ơi, ba mẹ phải sống thật tốt đấy nhé. Con mãi luôn là con gái ngoan của ba mẹ. Dù con ở đâu, trên đường đời có vấp ngã hay không, con vẫn luôn nhớ đến công ơn của ba mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này và nuôi con khôn lớn. Ba mẹ biết không, 18 năm nay con chưa bao giờ nói câu gì cả, và hôm nay con muốn nói với ba mẹ rằng con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Con yêu ba mẹ.